Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại series sinh tồn từ trên cổ Medieval Dynasty tập 6. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục công việc gây dựng cái ngôi làng thân thương của chúng ta. Tập trước thì tôi đã lấy vợ và tuyển đầy đủ hai hộ gia đình tới đây. Hiện tại chúng ta đã full công trình, vợ tôi đã mang thai. Nhân khẩu có 5 người. Bây giờ ngày hôm nay và những ngày tiếp theo chúng ta vẫn sẽ là làm quét thôi. Làm quét để tăng điểm Dynasty Reputation này lên để mở rộng thêm các slot xây dựng. Lượng tiền hiện tại là 84 đồng. Và bây giờ đang là mùa thu. Tiền thuế năm sau, năm nay sẽ rơi vào đâu đó khoảng 250, tôi nghĩ thế. Thế nên là tôi cũng phải chuẩn bị tiền đi là vừa. Chuẩn bị đi là vừa. Cái hoa này chắc tôi cất ở nhà. Cà rốt cũng thu hoạch được rồi. Tốt. Chúng ta sẽ thu hoạch cà rốt nào. Vườn cà rốt này nhỏ thôi nhưng mà thu hoạch được rất nhiều hạt giống. 76 hạt giống cà rốt. Và với cái việc đấy thì chúng ta không trồng được cà rốt ở mùa này. Mùa đông chúng ta mới trồng tiếp được. Tôi không có nhiều những cái hạt này nên là cứ từ từ. Rồi, bây giờ chúng ta xem rằng chúng ta chế biến được món ăn nào từ cà rốt không? Đây. Cà rốt, thịt sống và một cái bát. Ok, như vậy chúng ta sẽ chuyển sang chế bát. Vừa để bán lại vừa để làm món ăn luôn. Một món thịt hầm cà rốt. Cộng 25 phút và 10 nước. Khá ổn. Nhưng cần tới 100 vàng. Nên trước mắt cà rốt tôi sẽ cất vào kho. Củ cà rốt. Một mảnh vườn khá nhỏ mà chúng ta thu về được cũng tươm đấy. Cà rốt thì chắc bây giờ để cho người dân ăn sống thôi. Chứ chưa có tiền để có thể unlock được cái món đấy. Thịt hầm cà rốt. Chúng ta sẽ cất hạt giống vào khu nông trại. Như tôi nhầm, hạt giống không nhiều lắm. Được 9 hạt giống nữa. Được 9 hạt giống rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm quét chính đã.
Hồ. Khu rừng lá vàng đẹp thật. Nice. Đi giữa cái rừng này xong rồi nghe được tiếng chim hót. Quá là đã đời. Chúng ta nên làm nhanh quét ở đây rồi chúng ta té về rồi. Sắp đêm rồi. Tuyệt vời. Sói cũng chỉ một hit vào đầu và chết luôn à. Stick và đá. Tội thằng thiếu sao đá. Khá muộn rồi đấy. Ô, một cái rìu sắt. Nhầm, một cái rìu đồng ở đây. Chúng ta có thể chế giáo từ mấy cái này luôn. Vẫn bị nặng. Một cái rìu đồng khá là dỉ rồi. Quét xây dựng lại nhà cho nó. Có lẽ hôm nay tôi sẽ phải ngủ ngoài rừng rồi. Bởi vì có khá nhiều việc ở đây nên là chúng ta tạo một cái bếp lò ở đây, một cái lửa trại cần khá nhiều stick. Ngủ 6 cái, chúng ta sẽ ngủ tạm ở bên ngoài làng. Mấy miếng thịt tôi nướng luôn. Ngủ bên ngoài làng thì phải có lửa này thì mới ngủ được, không chúng ta không ngủ được.
Nếu ngày trước là vậy, bây giờ thì không biết như nào. Mưa. Ôi trời. Sao mưa to thế? Damn it. Kìa rồi. Cướp kìa rồi. Bọn cướp này cùi cùi không được trang bị vũ trang nhiều như bọn cướp. Bánh này 96 tiền. Bọn này không được trang bị nhiều như lúc trước. Một cái máy này. Tôi bị nặng rồi. 76 coin. Xem nào. Cái gì không cần thiết chúng ta bứt bớt đi. Bình nước này. Thuốc này. Khá là thu hoạch được khá khá đấy, nhất là tiền. Ở đây này, dao này, bình bia này, thấy chưa? Cái túi ngủ này còn nó mình không lấy được, khá khá đâu đấy. Là chúng ta phải về làng để cất bớt. Hai thằng này vũ trang không chỉnh chu. Cái thằng lúc trước tôi gặp nó kinh hơn. Bọn nó có cả cung, có cả dìu dùng. Chúng ta có hành để về làm đồ ăn. Tương đối nặng. Nhưng mà chúng ta chẳng có gì để vứt ra được cả. Và những cái chúng ta cần. Chẳng vứt ra được gì. Cũng lắm được cái dao gỗ đi này. Hết. Nó cũng hơi nặng. Đủ chúng ta đi về. Đã đi về làng đã. Chà, loot bọn cướp này là được nhiều ấy anh em. Bọn cướp vớ vẩn này cũng tôi loot cũng phải được hơn 100 vàng. Bọn cướp mà khủng hơn, có vũ trang hơn thì chúng ta chắc chắn là thu hoạch được rất là nhiều đấy. Nên là tôi sẽ về nhà chuẩn bị thêm đồ. Bọn này thì cùi, như vừa rồi là mình dùng cung là chỉ giết được bọn này thôi. Còn nếu mà bọn có trang bị cao hơn, nó có dìu dùng rồi mà nó áp sát mình như thế là mình chết chắc. Nên là tôi phải chế thêm một ít vũ khí cận chiến nữa. Nhưng mà nói chung là tiền lúc này cũng hạn hẹp nên chúng ta cũng không nên làm nhiều thứ quá. Rồi, cái xe này có gì không? Thuốc. Đây là một xe chở thuốc. Thuốc và thảo dược. Thuốc hồi máu. Thuốc nhìn ban đêm. Thuốc chống say. Thuốc tấn công. Cái bình nước này là bao tiền? 100, thì tôi bán hết mấy cái này đi. Ít bia này, bán hết mấy cái này đi. Mấy cái này bán đường xá anh em. Tội gì để cho dân ăn mấy cái linh tinh rồi. Tôi quên tôi không check giá mấy cái chai nước
nước hoa quả nước tôi mang về làng, tôi đi cất vào trong kho cho làng người ta ăn. Để về tôi check xem nó bao tiền đã. Tôi thấy khá là giá khá là cao đấy. Để về xem nó bao tiền rồi chúng ta mang đi bán, tội gì. Mùa sau đã là mùa đông rồi. À, tôi có lẽ tôi sẽ phải mua một cái đồ giữ ấm nào đó, chỉ cần một món là đủ rồi. Tôi có găng tay ở trong 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 shop rồi. Thế nên là tôi có lẽ mua một cái mũ trùm đầu là đủ. Mùa thu là đúng kiểu mùa bão ấy. Thành ra đi đường nó âm u. Rồi chúng ta bán mấy cái này đi. Mấy cái chúng ta không dùng. Một cái bình nước này chúng ta cũng bán đi. Thu về khá là tươm tươm đấy. Khá là tươm đấy. Whatever you need, I've got it. Bây giờ sẽ mua ít hạt giống. À, khá là đắt đấy. Khá là đắt đấy. See you soon. Wheat grain này tôi có thể tự trồng được nhưng mà hạt giống bắp cải có lẽ phải tự mua. $180. Sớm muộn chúng ta vẫn phải mua này. Cà rốt thì năm sau trồng được rồi. Chắc không cần mua. Mùa đông mà trồng được rồi. Mua thêm 11 hạt này, lúa mì nữa thôi. 11 hạt 165 được. See you soon. Oh. Tiện mua hết đi. My wares never disappoint. Mua hết đi. Cà rốt là Have a good day. 6 cái. Hello. Whatever you need, I've got it. Have a good day. How can I help you? Only the best products here. See you soon. Rồi, cứ mua hết đi. Cái quen này để sau. Bây giờ là phân bón. 172 chúng ta có khoảng 500 tiền. Nhưng mà có vẻ đây không ai bán đồ mặc rồi. Nên tôi sẽ phải lên cái khu vực này là khu vực trồng ấy, cây gai để tôi mua đồ.
đồng thời làm quét luôn. Mua một cái áo ấm. Rồi. Cô thợ may này. Whatever you need, I've got it. Đây. 360 cơ. Tôi chưa có nhà chế cái này. Đắt quá đắt nên thôi không mua đâu. Quá đắt anh em ạ. Cùng lắm mà chúng ta chế 1-2 cây đuốc để trong người cũng được. Tôi tưởng nó vừa vừa tiền mà nó toàn 300-500 vàng. Thế thì mua làm cái gì? Phí tiền. Tiền để chúng ta unlock công nghệ còn hơn. Chúng ta còn bao nhiêu phân nhỉ? Tôi phải đi mua ít phân nhỉ? 20. Làm thêm được một ít nữa. 21 phân. Mùa này chúng ta trồng được cái gì đây? Rồi, lúa mì 15 ô. Vừa đủ. Đó, 15 ô. Bây giờ cầm cuốc xới lên. Rồi, tạm thời mảnh vườn này xong. Tốt. Chúng ta cất dụng cụ vào trong này cho nó đỡ nặng. Chết quên cắt đây. Khó, tôi được cái mũ này. Cái mũ này đội trong mùa hè được. Mùa đông thì ta đội cái này. Mũ này nó bảo vệ đầu. Mùa đông là tôi chắc phải thêm một cái áo lông nữa nhưng mà không có tiền. Rất là căng. 500 này tôi sẽ học món ăn up skin đã. Đó, tôi up tăng x đã.
Ồ, bộ này hết cả dao rồi cơ. Rồi. Có bạn bảo với tôi rằng là xây lửa trại và chỗ ngồi cho dân thì nó sẽ tăng cái tinh thần lên. Và chúng ta sẽ làm một ít lửa trại ở nhà. Đây, chúng ta sẽ làm một khu đất trống này. Ban đêm mọi người ra đây cũng được. Cái này thì mình không ngồi được, nhưng mà người dân của mình ngồi được. Rồi, chúng ta chế nhiều cái vào. Rồi nhà thêm ít stick. Khoảng cái 4 cái. Ở đây cả làng của chúng ta là 6 người đúng không? Chúng ta xếp 6 cái ghế đi. Mùa đông ngồi đấy sưởi ấm. Tối tối ra đấy sưởi ấm, nói những câu chuyện phiếm. Thú vị, yên bình. Chúng ta có 3 hộ nên là có 2 ghế này, tôi sẽ để 2 ghế gần nhau. Đấy. Đó. Cái lửa trại cho 3 hộ gia đình. Tuyệt vời. Hy vọng nó sẽ tăng smooth cho người dân. Mút. Mốt. Mình nhập nhầm là smooth thì đéo nhỉ. Rồi bây giờ chúng ta có chính quét. Hiện tại là 12 giờ trưa, chúng ta có thể tới Cyborg để làm chính quét. Ok, let's go. Tên chúng ta còn bao nhiêu? 4 mũi tên. Thế thì phải chế một ít tên đi đường. Không chủ quan được. Mũi tên là cần bao nhiêu nhỉ? 10 lông chim, 10 stick. Ok. Trong này chúng ta có lông chim chưa? Chúng ta có lông chim đây rồi. Không phải lo, mình kiếm ít stick và đá. Dân làng ngồi này. Không thể tăng mốt. Đó. Họ ngồi đây giải trí. Tôi không ngồi được ghế này, không được. Cái ghế này chỉ cho dân làng thôi. Tôi không ngồi được. Cay vãi. Ngồi đây tâm sự cũng được. Tôi đang tính mấy cái con đường ven đường này, tôi sẽ úp cái hai bên kè, hai bên là cái đá. Nhưng mà tôi chưa đủ 5.000 điểm này mới được. Damn it. Bùi đình, 5.000 điểm bùi đình chúng ta. Sau này nhá, tất cả con đường ở đây này, ven đường này tôi sẽ lát cái đá nhỏ, cái đá thấp ấy. Đấy, nhìn cho nó sang cái đường lên. Tất cả cái đường trong làng tôi sẽ ốp hết đá. Đó, đêm đêm mọi người ngồi ở đây cùng nhau tâm sự về cuộc đời này. Đố anh em biết đâu là vợ của anh thanh niên này. Đây là vợ tôi này. Wichuda. Wichuda có phải vợ của cậu thanh niên này không? Yasemite. Đúng rồi, Wichuda. Đó, vợ tôi và cái vợ của anh Yasemi này đang nói chuyện với nhau. Buổi tối quá yên bình. Hai gia đình ngồi đây sưởi ấm. Có một nhà nữa đi đâu rồi ấy. Chắc họ đang bận làm gì đó trong nhà rồi. Vợ tôi thì đang mang bầu, cần phải ra đây để hít thở không khí trong lành. Chà.
Rồi, và có lẽ tập này chúng ta sẽ dừng đây anh em. Nếu anh em xem hay, bấm nút subscribe để chủ đề của mình. Hẹn anh em những tập tiếp theo trong series Medieval Dynasty, cuộc sống thời Trung Cổ. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.